Đây, đây. Anh quay. Đến tầm thì nó phải cắt thôi chứ biết sao. Tầm nào, tầm nào thì cắt gì? Tầm này. Tầm này là cắt à? Tầm này là cắt rồi. Đấy nhỉ. Anh đi chụp ra chặn đầu. Ừ. Máy để mới viết bài được. Như mấy con lợn đấy em gửi cho ông quyền mấy kiểu cho ông quyền nó. Hôm kia anh viết rủ vào đi anh với chú xuống nhà ông Bảy quay bí vào. Nhưng hôm nó lại bận không đi. Hạc nhỉ. Đấy là anh Bảy anh làm lâu làm bao năm có chụp ảnh đấy dài thế mà hôm nọ hôm kia cắt rồi đấy cắt thân tấn rồi bán bảy chắc phải trên 10.000 bây giờ anh bán 10.000 ơi là cái gì nhỉ gọi là hoa cái gì hoa từ từ hoa bảy à tính trên 1.000 quả đấy anh nhỉ? Ừ nhiều. Một nhỉ? Một chỗ này là anh thu được 50 triệu đấy. 50 triệu. Là khoán cái này 50 triệu. Một năm là hai vụ. Một năm hai vụ. Năm hai vụ là có 100 triệu. Mà có 1.000 mét okay đúng không? 1.000 mét vuông thôi. Đẹp luôn nhỉ. 1.000 mét vuông. 1.000 thôi. Đây, đây cái này là phải tỉa lá này các bạn này. Đúng rồi, phải tỉa lá. Tỉa lá thì nó quả nó mới to, nó mới ra hoa tiếp này. Đây, đây, đây lá tỉa này. Chỗ kia là chưa tỉa đây. Chỗ kia cắt, cắt xong là tỉa. Đây là tỉa đây. Chị Thoai. Chị Thoai, chỗ này sao lại phải tỉa lá? Để cho nó phát tránh ra để mình lại lấy quả. À, thế này, này. Tức là mình thu được quả xong bắt đầu mình tỉa lá. Những cái này là mình bỏ này xong mai lại có hoa tiếp à? Đúng rồi, nó mới tỏi tránh ở những cái chỗ này. À, tóm lại mình phải tỉa bớt lá đi. Tỉa bớt đây, nó không tốt quá nó không quả đúng không? Đây, đây này. Tỉa. À, nó như cái chánh này thì độ 10, cứ độ 15 ngày nữa lại xuống kín dàn mà. À, đây như cái chánh này đúng không? Tầm này bây giờ nó đấy, như cái chánh này là à phải ngắt lá nhá. Ừ, cái này ngắt lá. Chánh là 3-4 cây. Chỗ này là nó là vào bao nhiêu mét vuông nhỉ? Hôm đó anh bảo 2.000. Chẳng chỉ tầm 2.000 mới cả cái chỗ ràn mướp đắng, mướp lá. Đây này, mướp đắng này cũng phải tỉa lá này. Đâm ra mới vất vả. Ấy, làm vườn nó phải thế nó mới được thu chứ nhỉ? Năm ngoái, bắt đầu mới làm, nghĩa là mình phải tập trung vào vườn. Đúng rồi. Đây lại còn tre nữa. Chuyện nhà anh chị này, mình làm nhiều lắm. Anh đang quay à? Đang quay. Anh chụp. Sai nhỉ anh nhỉ? Đây, cái này là chắc chỉ mấy hôm nữa là thua nhỉ? Sáng bắt rồi, ngày nào mới bắt đấy. Ngày nào cũng bắt à? Cái này bao tiền một cân anh đang bán bao tiền cân này? Cái này đang nhập cho họ 15.000. 15.000 một cân này. Đâu hôm nọ còn 20.000 nữa. Cái này nhiều nên mình chỉ nhập thôi. Nhập thôi mà, có bao giờ đi chợ được đâu. Anh Thắng ơi. Ơi. Không anh chụp ảnh cho đoàn đi chụp hết cho đi rồi em mãi qua vừa uống xong. Tối qua vừa uống xong. Qua với anh em vừa uống xong tối qua. Dạ. Kinh. Chơi chung luôn phải uống á. Vâng. Đâu thấy chán. Đúng rồi, như ông Hải. À chứ ăn rồi. Dạ. Em ngủ nhau thì hát không? Đang lại ngồi đến 10 giờ còn hát cái gì? Cũng chung ông chạy biến ngay về. Cái này là tỉa lá rồi anh nhỉ? Đấy, phải tỉa lá này để cho nó ra cái mầm này. Đây là thu một lượt đấy chứ anh đúng không? Đây là mầm này. Hai lượt rồi. Hai lượt. Nó sẽ ra cái mầm này là sẽ lại ra quả tiếp. Chỗ này chắc chỉ được 1.000 hơn 1.000. Ờ chỗ này ít thôi, nhưng mà đấy sai như này mà. Chỗ này nó quá nhiều quả. Đây này, cái quả này là bán được rồi này. Sai. Cái vườn này nếu mà trồng sen ớt được.